Chú chó Alaska lần đầu xuất hiện trên máy bay khiến hành khách được phèn hú hồn. Chuyến bay du lịch của hãng hàng không TCIA Boeing 737 vừa rồi đã khiến nhiều hành khách vô cùng hoang mang, không phải vì lý do sự cố nào cả, mà chính là do sự xuất hiện của một hành khách đặc biệt này. Một thanh niên Alaska đang ngồi chễm chệ bên cạnh cửa sổ để ngắm view bầu trời, cùng với đó là sự thích thú của những hành khách đang ngồi xung quanh, khi không ngờ mình lại đi cùng chuyến bay với một con chó thế này đây. Theo như lời chia sẻ của vị khách này, thì đây là chuyến bay du lịch đến từ sân bay Frankfurt, nước Đức. Vị Alaska này có lẽ vì gia thế quá khủng nên được ngồi hẳn trên ghế của các con sen luôn. Cơ mà với thân hình to xác thế này thì chắc chắn phải tốn đến 2 vé rồi đấy mọi người ạ. Tuy được châm chước cho ngồi cái ghế như người, nhưng mà có hơi loăng quăng và hay liếc ngang liếc dọc đó nha. Đi máy bay thì làm ơn lịch sự lại chút đi, cứ như thế này thì mọi người sao nhịn nổi cười đây hả? Cái gì vậy bà nội? Nói đi cũng phải nói lại, khi em cũng khá biết điều, không sủa hay làm ồn tiếng nào, kể cả gặp quá trời người lạ xung quanh mình. Đúng là cái tuổi bốn chân này đã dần xâm chiếm trái đất luôn rồi mọi người ạ, còn đi được cả máy bay thế này cơ mà. Cảm ơn các bạn vừa xem xong video của Golden, kênh thú vị và hấp dẫn nhất trong cộng đồng yêu thú cưng Việt Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để theo dõi chúng mình ở video sau nha.